ơi, em chiên cá xong rồi này rất là giòn luôn nè. Hôm nay mình không có bỏ vảy, cái vảy của nó để nguyên luôn, chiên rất là giòn. Ở đây có hành mỡ nè, bỏ lên. Hấp dẫn chưa? Sống rau thơm mà bữa em mua trong mấy cái chậu á, cắt nè, có salad này với lại dưa leo. Ok, xin mời cả nhà này, hấp dẫn chưa? Xin chào cả nhà. Xin chào ba, xin chào cô chú, xin chào ba ba. Hôm nay cách nói sao, cách tự giới thiệu nói tiếng Việt. Ba ba sao, ba ba đi đâu? Hôm nay ba khán giả công ty ba ba Bob có đi công tác, hôm nay không có Bob. Cậu em, chị Ma. Chị Ma bây giờ ngủ. Chị Ma đang ngủ rồi chứ. Rồi bây giờ cái hai mẹ con cá chiên giòn một chút. Đó, cá chiên giòn với lại có dưa leo với lại rau thơm. Rồi bây giờ các em luôn, cá cũng ăn cái rau, cái bánh chén không? Không ăn bánh chén hả? Ngon cả. Ok, cho em luôn cá ăn cá với lại bánh chén dai, luôn cá rất thích đó cô chú. Bây giờ cho nước mắm với em cá này. Mời cách giới thiệu trong này có cái gì không? Hôm nay em có ngon cá chiên giòn với lấy về rau thơm. Ok, vậy nói rồi giờ em nói lại thôi. Mà giỏi, tự gì biết nói thêm vậy đó. Ngon quá cô chú anh chị ơi. Cá chiên giòn chiên lâu là lâu luôn, chiên lửa riu 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 á. Rồi cái lửa vừa vừa thôi, xong rồi cái chiên nó giòn. Rồi mình cuốn nha. Mày lấy cái khúc nào cho em cắt này. Đây nè. Giòn rụm. Mày cuốn cho con, cuốn ăn nha con. Nha. Bánh chén á, nó dai, nó dẻo. Cái này cho con. Rồi mày lấy kem cái nhỏ hơn nha. Bây giờ lạnh cho nên là virus corona nó đã xuất hiện lại, nó đang tăng lên mỗi ngày. Chắc nghe đồn là khoảng tháng sau chú anh chị là ở đây sẽ bị lockdown lại. Là không có cho mọi người đi ra ngoài đường nữa, đi khi cần thôi, vẫn thôi nè, vẫn hoạt động bình thường gì đó, nhưng mà ăn đồ đó, đồ ăn đủ thì cho mở cửa, còn ngoài ra thì những cái thứ hoặc dụng cần thiết thì đóng cửa hết. Xin mời mọi người nhắc, xin mời cả nhà.
Mà con chó không bằng. Con vẫn sợ mày. Giòn quá hả? Cái giòn á. Món này á, nó ngon, nó đơn giản, nhưng mà nhiều khó ăn quá mà. Cá giòn nhưng mà chén nó dai á, ngon nổi. Hôm nay mình nói cái này nè, đọc nhiều bình luận á, có những bạn mình không biết mấy bạn em đỏ bạn nghĩ gì, mà mấy bạn chơi, mấy bạn nói là Ukraine có tổng thống là một thằng hài, nói là một thằng hài luôn, chửi người ta xúc phạm người ta vậy á, rất là vô lễ và vô phép. Cho nên hôm nay em làm một cái nói một chút xíu vấn đề về một cái vị thủ tướng của Ukraine. Đúng cái anh này, tôi anh trẻ mà, anh bốn mấy tuổi, anh là một diễn viên hài đa tài năng, nhưng mà lúc trước khi làm tổng thống á, là cái anh đã là một người đã thành công rồi, rất là nhiều khán giả yêu thương, và anh đã là người giàu có hơn, tại vì anh có công ty giải trí á, rất là giàu. Nhưng mà cái thứ hai nữa là ở Ukraine hay các nước mà tư bản á, thì nếu mà bạn mà muốn làm mà muốn ai mà muốn làm tổng thống á, thì phải bỏ tiền á. Ở Ukraine thì em nhớ là như cách đây mấy năm, nếu mà ai mà muốn làm tổng thống thì như là bỏ vô khoảng 1 triệu green, à có nghĩa là tầm 800 triệu tiền Việt mình á, là để vô đăng ký để tranh cử á, đó là phải có cái số tiền đó mới được tranh cử, mới là người giàu mới được làm tổng thống, chứ không nghèo không có tiền thì không được tranh giải. Thí dụ điển hình nó nói chung nó kiểu như vậy. Nếu mà người nghèo thì làm gì có một triệu riêng là để mà vô tranh giải, nhưng mà lỡ thua làm sao thì lại mất tiền đó, không ngồi ra thì có những người giàu thôi. Thì sau khi ông lên làm tổng thống á, thì những cái nhiều ý trái chiều lắm. Nhiều người thì nói chơi là một thằng hài, thằng diễn hài, rồi kêu là một ăn hối lộ hoặc là này kia. Nhưng mà thật ra theo những gì mà em thấy được ở đây á, sau khi ông lên làm khoảng 2 năm nay rồi, không khoảng 2 năm, thì ông thay đổi rất là nhiều ở Ukraine. Điển hình thí dụ như là ông xây toàn bộ những cái con đường mà cũ mà bị ổ gà ổ chuột rất là lâu, mà không có những vị tổng thống nào mà can thiệp mà sửa chữa hết á. Ông thay hết toàn bộ, hầu như là ông đã hiện tại ông thay rất là nhiều thành phố, và những thành phố mà nói nhau mà đi đường vòng á, thì bây giờ ông đã làm luôn những cái con đường mà có thể đi tắt được, mà khoảng một trăm cây số, cả hơn vài mấy trăm cây số là đi tắt được, hơn 1 đến 2 tiếng đồng hồ, đó là tắt cái kiểu đó luôn á. Những con cầu mà cây cầu mà xây chưa xong ông cũng xây, ông sửa chữa hết và làm rất là nhanh nha, trong gần 2 năm nay, nhưng mà thi công hầu như là hoàn thành đến 60-70% những cái con đường sạch rất là đẹp. Và hiện tại ở trung tâm thì cũng đang sửa chữa rất là nhiều, sửa chữa những con đường nào mà cũ hoặc là không có được đẹp á, thì ông sửa hết rất là đẹp ha. Cái thứ hai nữa thì ông lên nắm quyền á, thì em thấy thay đổi cái việc mà ăn hối lộ á. Ví dụ như hồi đó thì ví dụ mình đi vô trong bệnh viện hay là đi vô, nói chung là ở một cái cơ quan nào mà cần thiết á, thì thường thường hay đút lót, như ở mình vậy đó, như người Việt mình hay đút lót á. Thì khi ông lên thì mọi người hầu như là không dám nữa nha. Nếu mà biết được ai mà hối lộ là nghỉ việc, còn là bị kêu là bị phạt nặng á. Cho nên là hầu như là mọi người đi làm việc có rất là niềm nở, vui vẻ, không có hối lộ. Chắc cũng có đâu một phần nào, nhưng mà hầu như là mọi người rất là sợ, không dám luôn. Giờ mình ví dụ mình có đưa người ta cũng không có lấy.
và người ta làm việc rất là niềm nở vui vẻ đó. Cái người đứng đầu ở phía trên mà cứng rắn như vậy thì cấp dưới người ta rất là sợ, người ta không có dám làm. Rồi cái thứ hai nữa thì ông xây 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 những cái trường học cũ nè, ông tu bổ những cái trường học mẫu giáo cho chị em á, rất là nhiều những cái công trường mới được hình thành lên, và những cái công viên vui chơi cho chị em được xây mới nó nhiều lắm, và nhiều khu vực, nhiều thành phố nhỏ nhỏ và thành phố lớn đều sửa chữa hết, rất là tiền, rất là nhiều. Rồi ông lo lên cái việc chị em thì đậu học miễn phí đó giờ rồi ha, còn chị em mà mới sinh ra như hồi lúc mà em sinh Tima đó, đó là được cái tiền trợ cấp thì có đó giờ, nhưng mà cái thùng quà, như hồi đợt em có quay cái clip thùng quà để cho trẻ sơ sinh và mẹ đó, đó một cái thùng quà đó trị giá cũng mấy trăm đô đó, thì ai cũng sinh em bé ra đều có được cái thùng quà đó. Rồi ngoài ra thì ông trợ cấp cho những cái người già tăng lương nè, được tăng lương nữa, ai làm việc cho nhà nước đều được tăng lương lên 30-40-50% đó. Rồi mẹ đang nói chuyện về tổng thống Ukraine, sau khi ông nhậm chức thì ông giúp được gì cho người Ukraine, ông sửa đường nè, rồi ông xây sửa trường học, có con bu bổ trường học ra đẹp nè, rồi xây công viên cho tụi con chơi nè, rồi để ai mà có gia đình có để em bé ra thì ông tặng quà thùng quà cho được, mẹ mất để thì mang không có thùng quà nhớ đó, tổng thống tốt hả con hả, ông lo cho người dân đúng không. Rồi nhưng mà có người cười ông nói ông là một diễn viên hài, diễn hài là không có tốt con hả, nó bậy hả con hả, ông là người tốt đúng rồi, ông mình thấy những gì ông làm cho đất nước người Ukraine thì mình tôn trọng ông đúng không. Rồi gì nữa hả, đã có bác sĩ gia đình, là bác sĩ gia đình là một người bác sĩ đa khoa, thì gia đình mình có bao nhiêu thành viên mình đến đăng ký người bác sĩ nào mà mình muốn, thì khi mình có bệnh gì đó mình gọi điện mình đặt tờ giờ của bác sĩ đó, thì bác sĩ đó sẽ mình có thể đến phòng khám bác sĩ, đến bệnh viện bác sĩ, hoặc là gọi điện trực tiếp để bác sĩ thăm khám bệnh để cho mình đi xét nghiệm hoặc là này kia, để là bác sĩ đó được miễn phí hoàn toàn luôn. Thì người bác sĩ đó sẽ được hưởng lương của nhà nước, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là được hưởng thưởng thêm từ khi mà nhận được nhiều bệnh nhân á, thì được thưởng thêm. Sau khi ông lên nhậm chức là mình thấy được những cái thay đổi của người U, rất là có nhiều cái rất là tốt, thì mình thấy cuộc sống nó phát triển hơn khi mà những cái thứ mà được đắp như đường xá xe cộ, đời sống của người cao hơn á, thì mọi thứ nó sẽ đi lên. Rồi quan hệ ngoại giao thì càng ngày càng phát triển, càng phát triển thì người dân sẽ có cái nguồn thu nhập cao hơn, nhiều công ty đến làm việc, thì nói chung là nó xoay vòng với nhau rất là tốt. Thì điển hình là mình thấy những cái điều tốt hiện tại vậy á. Xin chửi vô những cái bạn nào mà đã từng nói mất nết với lại người vị tổng thống của Ukraine, thì hôm nay thì xin phép chửi vô mấy người đó. Những bạn đó là những bạn không có biết cái gì hết, và cái đầu óc nó kiểu như là bị mình nghĩ không hiểu mấy bạn nghĩ gì nữa, nhưng mà có thể nói ra những cái lời xúc phạm đến người khác như vậy á. Bây giờ người đó có làm sai con phước tạo người ta được, người ta có nói vậy đó, nó xúc phạm tới mình đâu, mà kêu là người ta là một thằng hài đúng không. Cỡ người ta hài người ta đã là người thành công chứ đâu phải là người ta ăn trộm ăn cắp gì của dân đâu, đóng thuế đầy đủ là người giúp lại cho dân hết, học sinh đi học rồi đâu có tốt tiền gì đâu, để trợ cấp đủ thứ cho người dân hết là những điều tốt mình thấy trước mắt. Như là vaccine của Ukraine mà hiện tại có nhiều vaccine từ Anh này, từ Ấn Độ nè, có của Trung Quốc luôn, cũng có của Mỹ. Rồi khi nào mà mình muốn đi tiêm vaccine là được miễn phí hoàn toàn, nhưng mà mình có thể được lựa chọn cái loại vaccine nào mình thích, mình muốn đó. Có vaccine rồi á, nhưng mà như công ty của anh Mắc, người ta cũng mua vaccine á, nhưng mà ta yêu cầu là ai muốn tiêm thì tiêm, còn ai muốn tiêm thì thôi. Tất cả những công ty là luôn, thường thường là họ có mua vaccine á, họ cho nhân viên người ta đăng ký để tiêm, ai muốn tiêm thì tiêm, còn không tiêm thôi, chứ không bắt buộc, và muốn tiêm loại nào thì lựa chọn của người đó. Ăn tiếp đó bụng. Mẹ cá một con nha. Mẹ xong qua không được. Có không? Hình.
cũng có là cũng có tổng thống là một diễn viên hài vậy mà đất nước người ta cũng hưng thịnh ngày ngày phát triển đứng đầu thế giới có sao đâu. Có nhiều người sao trình độ thấp kém á, có cái suy nghĩ tiêu cực mà còn ác độc miệng mồm nữa, muốn nói gì cũng được. Tự nhiên nói tưởng ở đâu Ukraine là một tổng thống không, là một vị thằng hài, cô thằng hài nhưng mà người ta tốt chứ người ta có xấu đâu, người ta là người đàng hoàng lo cho dân. Chứ bộ mấy cái thằng mà ăn học cao cho tiền cao rồi nó ác, nó không có lo cho dân cũng vậy. Đi so sánh cặp khiển tào lao, còn là nhìn trình độ mà trình độ đó quan trọng, quan trọng là cái trình độ cũng đi đôi với lại ta nói là người có tài mà không có đức, phải vừa có đức có tài luôn mới là người tài giỏi, người thật sự. Ai qua những cái mày cuốn ngon không thích ăn ai việc về trong nhà. Nó kêu là sơn nghệ thuật á, phun sơn nghệ thuật, đúng không? Con thích không? Ai về đẹp cái này đẹp, ai về về tao lao cô không thật. Trước khi muốn bị đẹp thì phải có bị tào lao trước, tập luyện nó mới đẹp được. Nua chung nha, không nuôi gì cái này tào lao. Giờ nó không. Да, конечно, хам, да, конечно, блин. Ví dụ các nói là em ấy không thích ai vẽ cái kiểu mà khung sơn nghệ thuật ở ngoài đường một chút. Ai vẽ đẹp thì em thích, còn vẽ xấu á thì đừng có vẽ. Nếu mà chưa biết vẽ thì đừng có vẽ ngoài tường ở bên ngoài xấu, làm đi xấu đi những cái bức tường ở ngoài đường á thì xấu đi dơ. Nếu mà không biết vẽ thì cứ vẽ ở nhà, tập luyện ở nhà trước rồi khi nào làm đẹp thì ra bên ngoài, đúng không con? Tự nhiên ra bên ngoài vẽ dơ con à, làm mất công người ta đi lau chùi nữa. Những cái ai mà có cái ngu ngu á mà không có trình độ ở nhà trốn ở nhà làm. Sống ở một đất nước nào á mình cũng phải cũng còn phải đi làm, quan trọng là mình đi làm có bao nhiêu tiền, mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mình cuộc sống của mình có tốt hay không, mình đúng không, mình sống có được thoải mái trong một ngôi nhà của mình hay không, là mình ăn uống có được đầy đủ chất dinh dưỡng mỗi ngày hay không, môi trường sống của mình như thế nào thôi, chứ đâu quan trọng là sống một đất nước giàu có nhưng mà bạn không có công việc, hoặc là bạn làm mà bạn không có tiết kiệm thì nó cũng đâu có tiền nữa, đúng không? Hoặc là sống một đất nước nghèo mà mình có công việc, mình có nhà cửa mình ở, mình sống hạnh phúc vui vẻ thì nói chung ở đâu cũng vậy thôi, chứ đâu có nhất thiết là một đất nước giàu là bạn đất nước đó giàu, giàu số một nhỏ này cũng giàu theo, đâu có giàu theo đâu. Người sống đúng nước càng giàu là cái nền kinh tế rất là cao, nên mình phải làm rất là nhiều, có thời gian để nghỉ luôn á, thật sự là vậy. Cá nó chừng rồi, ăn hay ngon. Con vừa vì cuộn con thêm bánh tráng nè, ngon nha, bánh tráng rau vừa ăn ngon hơn á. Chim có nhiều thành phần á, mình đọc á mình cảm thấy bực, tại sao lại có suy nghĩ rồi gì? Chơi Ukraine nghèo. Ôi trời, ở đâu là có người giàu người nghèo, quan trọng là mình kiếm bao nhiêu tiền, cuộc sống mình như thế nào thôi chứ. Ở một đất nước giàu chưa chắc gì mình đã giàu, ở một đất nước nghèo chưa chắc mình đã nghèo, phải hiểu như vậy thì mình mới không có thể nào mà đứng nước này trong nước nọ được. Ví dụ như ở đâu mà mình không có việc làm, hay là mình
Nói chung là cuộc sống mình khó khăn mà có một cái cơ hội khác mình còn phải di chuyển là đất làm chim đậu á, thì mình di chuyển thôi. Đó là việc cần, chứ không phải ở đây dậm chỗ. Nhà của tôi ở đây, quê tôi ở đây mà xung quanh chẳng có cái gì để làm, hàng ngày ở trong một cái ăn chòi á cũng không được. Nhưng mà mình phải tự di chuyển theo cái môi trường sống, mình phải 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 linh hoạt, mình phải làm. Còn mình thấy đủ rồi, mình thấy được ok rồi thì được, chứ không người ở đây xong một cái là mơ tới chỗ khác nữa. Đó là đứng lúc này trong lúc nọ thì cuộc đời của mình không có thành công được. Đủ. Nhưng mà ở những còn một cái công ty lớn á, khi mà họ tuyển dụng nhiều tuyển dụng nhân viên, người ta hay hỏi là anh đã làm từng làm việc ở bao nhiêu công ty, thì người ta sẽ xét vào cái độ tuổi của cái người đó và cái trình độ của người đó. Mà thí dụ độ tuổi quá nhỏ, sau khi tốt nghiệp đại học từ cái độ tuổi quá nhỏ mà tại sao lại di chuyển nhiều cái công việc nhiều như vậy, người ta chưa không bao giờ người ta không nghĩ đến là anh này bị đuổi việc ở công ty cũ, hay là anh này có cái trình độ cao, lương cao, người ta mời anh về về làm, người ta không có nghĩ. Công ty giúp mình kiếm việc làm hả? Đây là công ty này trả tiền cho người dịch vụ giúp mình kiếm việc làm, phải không? Khi mà cái người tuyển dụng mà một nhân viên mà họ di chuyển rất là nhiều công việc trong một cái thời gian ngắn, trong cái thời gian độ tuổi ngắn nhỏ còn trẻ quá thì họ không tuyển dụng đâu. Ta nghĩ nếu mà nó vô công ty mình mất công, mình lại hết bữa nó làm thời gian nó lại nghỉ tiếp nữa, mình lại đi kiếm công việc khác, người ta chẳng muốn tuyển dụng những người vậy. Trừ khi mà mình phải một cái chức vụ gì đó mình di chuyển là có cái mức lương cao hơn, người ta mới thấy được cái trình độ anh này anh cao, có những công ty khác mời anh cao hơn, anh đi di chuyển anh làm, hoặc là mình phải, thì người ta mới xem xét được. Chứ còn mọi người di chuyển gì mà tới 7-8 công ty trong vòng có mấy năm mà ta nghĩ hôm nay làm việc cái kiểu gì mà bị di chuyển hoài, bị ta đuổi việc, họ đúng lúc này chẳng mặn, người ta không tuyển dụng, khó. Hôm nay quay tới đây. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe hai mẹ con mình nói chuyện ngày hôm nay. Tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Đừng quên like và đăng ký chia sẻ ủng hộ gia đình mình nha. Gia đình Việt của Ukraine. Tạm biệt những like và đăng ký một like. Tụi mình rất là vui khi ở đây. Tại vì cuộc sống của mình bây giờ thấy rất là thích. Nên là không có gì mà phải không có gì mà phải ấy hết. Ok.